Vào ngày 14 tháng 12, một con tê giác trắng đã chết ở vườn thú San Diego. Như vậy, trên toàn thế giới chỉ còn lại 5 con tê giác trắng. Được đặt tên là Angalifu, con tê giác trắng phương Bắc vừa chết đã sống tới 44 năm tuổi. Cái chết của con tê giác này đã khiến cho loài tê giác trắng đi gần đến bờ tuyệt chủng. Hiện trên thế giới chỉ còn 5 con. Một con hiện đang sống tại vườn thú San Diego, một con ở vườn thú tại Tiệp Khắc và 3 con còn lại ở châu Phi. Do nạn săn bắn tê giác, số lượng loài tê giác trắng suy giảm đáng kể, một số ít được tồn tại trong các vườn thú. Tuy nhiên, đây là những con tê giác đã già, khó có thể duy trì nòi giống. Các chuyên gia từng thực hiện kế hoạch nhân giống để bảo tồn số lượng loài, nhưng không thành công. Trong khi đó, hiện không có cá thể nào sống trong môi trường hoang dã. Theo cảnh báo của các nhà bảo tồn Nam Phi, nếu tình trạng thảm sát tê giác không được ngăn chặn kịp thời, thì chỉ trong vòng 6 năm nữa, loài động vật quý hiếm này sẽ bị tuyệt chủng. Trước đó khoảng 2 tháng, một con tê giác đực đã chết ở khu bảo tồn tại Kenya.